Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin bóng đá 5 phút ngày 30 tháng 10. Mình là Hoàng Spin. Mở đầu cho bản tin ngày hôm nay sẽ là những thông tin đến từ đấu trường Premier League. Thất thủ trước Leeds, Liverpool đang thua nhiều hơn cả mùa trước cộng lại. Nếu như ở mùa giải trước Liverpool là Phượng Hoàng Lửa, thì năm nay lại trở thành Phượng Hoàng Lên Mâm mất rồi. Chỉ phải gặp một đối thủ được đánh giá yếu hơn là Leeds United, nhưng mà Liverpool lại phải ngậm trái đắng. Ngay từ phút thứ 4, Joe Gomez tấu hai chuyền ẩu, tạo điều kiện cho Rodrigo ghi bàn. Cũng may cho Gomez là đến phút thứ 14, Salah đã ghi bàn gỡ hòa cho Liverpool. Đấy, Salah ghi bàn cứ son son như này mà anh em vẫn chê. Chắc là cũng bởi những bàn thắng của Salah không mang nhiều ý nghĩa, bởi vì đó chỉ là những bàn thắng danh dự. Phút 90 từ một pha phản công, Leeds United đã ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 dành cho đội khách. Đáng chú ý đó là trong cả mùa giải trước, Liverpool đã tới 63 trận và chỉ để thua 4 trận. Nhưng mà tính riêng trong mùa giải năm nay thì Liverpool đã thua nhiều hơn cả mùa trước cộng lại. Và tất nhiên là con số đó vẫn còn có thể tăng thêm. Trên bảng xếp hạng bây giờ, Liverpool chỉ còn hơn nhóm xuống hạng có 5 điểm, trong khi kém top 4 đến 8 điểm. Nhưng mà cứ đà này thì có khi Liverpool lại phải bye bye Heineken năm sau thôi. Diego Costa thực sự trở lại Premier League. Vâng, trong những ngày cuối kỳ chuyển nhượng thì Diego Costa đã ký hợp đồng với Wolverhampton. Xét về trên lý thuyết thì anh đã quay trở lại Premier League. Nhưng mà đối với những con dân chơi bóng đá thì Diego Costa vào đêm ngày hôm qua mới thực sự trở lại. Phút thứ 90+3, tỷ số giữa Brentford và Wolves đang là một đều. Trong một pha tấn công, Diego Costa di chuyển ở trong vòng cấm để đón quả tạt. Anh đã bị hậu vệ Ben Mee của Brentford theo kèm rất chặt. Điều này có thể đã khiến cho Diego Costa không hài lòng. Và thế là chứng nào tật nấy, Diego Costa đã có hàng loạt những hành động âu yếm như là ghì tay và đỉnh điểm đó là húc đầu vào đầu đối phương. Nếu như mà những năm trước khi mà thi đấu ở đây trong áo Chelsea thì Premier League vẫn chưa có VAR, nhưng mà lần này khi anh trở lại thì Premier League đã có VAR rồi. Và tất nhiên với VAR thì Costa làm sao thoát tội được. Kết quả là một tấm thẻ đỏ tươi thắm dành cho Diego Costa. Vâng, xin chào mừng anh, Diego Costa đã chính thức quay trở lại Premier League. Lionel Messi tiếp tục nổ súng, tạo nên hai kỷ lục cá nhân. Quên, cho tôi xin sửa sai một chút. Đó là không phải Messi nổ súng đâu, mà anh nổ đại bác mới đúng. Ở trận gặp Troy đêm qua, Messi đã có một bàn thắng và một kiến tạo. Trong đó thì bàn thắng của anh được coi là một siêu phẩm ná đại bác. Nhận đường chuyền từ Ramos, Messi sau đó đi bóng vài nhịp rồi ngầm nghía. Từ khoảng cách hơn 20m, anh đã tung ra một cú sút đầy uy lực. Thủ môn của Troy dù đã bay người hết cơ nhưng mà cũng chỉ làm nền cho bàn thắng mà thôi. Bên cạnh đó thì anh còn kiến tạo cho Neymar ghi bàn. Đây là pha kiến tạo thứ 20 của anh trong năm 2022, thành tích tốt nhất của anh trong một năm dương lịch. Trước đó thì Messi chỉ có tối đa 16 kiến tạo ở các năm 2020, 2018 và 2011. Messi cũng vừa chạm mốc 10 kiến tạo sau 12 lần ra sân tại Ligue 1 mùa này. Theo Opta thì đây là thành tích tốt nhất trong sự nghiệp của anh. Nếu Messi vẫn còn giữ nguyên được phong độ này cho đến World Cup thì biết đâu một bất ngờ nào đó sẽ xảy ra. Newcastle mới nạp lần đầu lập tức có mặt trong top 4. Nếu như mà để nói về một hiện tượng tại Ngoại hạng Anh năm nay thì chúng ta có thể nhắc ngay đến cái tên Newcastle. Và đây cũng là một điều được dự đoán từ trước. Vì sao ạ? Cũng đơn giản thôi. Đó là bởi vì Newcastle mới nạp lần đầu. Trong mùa giải trước thì họ vừa được mua lại bởi những ông chủ Ả Rập. Nhưng ông chủ này thì chẳng đem lại được lợi ích gì cho họ ngoại trừ tiền, tiền và rất nhiều tiền. Ở mùa hè vừa qua thì Newcastle vừa được nạp lần đầu. Ngay lập tức họ chiêu mộ về hàng loạt những tân binh chất lượng như là Botman, Isak, hậu vệ cánh Mactaggart hay là thủ thành Nick Pope. Và ngay lập tức khi vào trong mùa giải thì họ đã thi đấu cực kỳ xuất sắc. Nạn nhân mới nhất của họ vào đêm qua chính là Aston Villa. Câu lạc bộ này đã bị dã đến 4 bàn không gỡ. Từ bàn thắng được ghi do công của Almiron, Joelinton và cú đúp của Callum Wilson. Hiện nay thì Newcastle cũng đã chiếm trệ ở trong top 4 của Premier League, xếp trên cả những Chelsea, Manchester United hay là Liverpool. Đúng là không thể đùa được với những ông chủ Ả Rập đâu. Huấn luyện viên cũ tố Barcelona chưa trả hết tiền lương. Và vẫn lại là câu chuyện giữa Barcelona và tiền lương, một câu chuyện muôn thuở. Vào tháng 1 năm 2020, huấn luyện viên Seachiel được Barcelona bổ nhiệm thay thế huấn luyện viên Valverde. Nhưng mà bởi những thành tích kém cỏi thì ông chỉ trụ lại đây đến hết mùa giải, sau đó bị Barcelona sa thải. Công trình vĩ đại nhất mà ông để lại có lẽ là trận thua 2-8 trước Bayern Munich. Mới đây khi mà huấn luyện viên Unai Emery rời Villarreal thì ông đã được chọn là người kế nhiệm. Và trong bài phỏng vấn mới nhất thì ông đã tiết lộ rằng Barcelona vẫn đang nợ tiền lương của ông. Thậm chí là ông từng dọa kiện Barcelona nhiều lần nhưng mà vẫn không ăn thua. Ôi dồi ôi, thế là ông chưa biết tiếng của Barcelona rồi. Nhưng vụ kiện cáo như thế này ấy, thì Barcelona diễn ra thường xuyên. Từ cầu thủ kiện, huấn luyện viên kiện, đối tác kiện,
nhưng mà Barcelona vẫn chứng nào tật nấy, có khác gì đâu. Mà ông Barcelona cũng buồn cười thật, đòn bẩy kinh tế nhiều như thế mà không trả nợ nổi cho người ta. Đúng là thật đáng suy ngẫm. Đến đây thì bản tin show bóng đá 5 phút ngày 30 tháng 10 cũng xin phép được kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy nhớ ấn like, share kênh và nhấn chuông để đón xem những số bản tin hấp dẫn tiếp theo. Xin cảm ơn.